Xin chào mọi người, tụi mình là The Lyricists và mình là Emma. Và hôm nay tụi mình muốn làm một điều khác thường. Tụi mình muốn nói về chủ đề nhân loại. Thực sự quan trọng khi đối nhân bằng lòng tốt. Mỗi hành động xảy ra luôn có hành động đối nghịch tương tự. Biểu hiện hành động của mỗi cá nhân có khả năng gây kích hoạt các chuỗi hành động tới mọi hướng. Vì hiệu ứng bướm bướm là thật, nó rất thật. Một nụ cười hay một hành động tốt có thể thay đổi lòng ích kỷ của nhân loại. Bạn bằng nụ cười với ai đó có thể ngăn chặn thế chiến một lần nữa. Vậy chúng ta hãy cười thêm một chút xíu nữa. Tụi mình nghĩ rằng chúng ta cần đồng ý với một quan điểm cực đoan chẳng giúp được gì cả. Chẳng có 100% đen hay 100% trắng, 100% trái hay 100% phải, như là tôn giáo, chính trị, khoa học và tất nhiên là nhảy. Chúng ta đều cần phải cân bằng. Như Michael Jackson vĩ đại từng nói, mọi chuyện bắt đầu khi bạn nhìn mình trong gương. Ta nhận ra rằng bằng việc thay đổi góc nhìn khác, con người sẽ gắn kết với nhau. Thế giới chúng ta sẽ màu sắc hơn và thật nhiều niềm vui hơn. Hãy học cách sống cùng những điều khác thường, bởi vì nó làm thế giới này khác biệt. Hãy tưởng tượng có 10 tỷ em ma trên thế giới này. Trời, chắc là chán lắm. Chán khủng khiếp luôn. Ủa vậy, ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Chúng ta ở đây là để kết hợp và trân trọng sự hiện diện của nhau. Niềm vui của mỗi người nên được xem là chiến tích của cả nhân loại, chứ không phải là thất bại của cá nhân. Tụi mình muốn kích thích suy nghĩ của mọi người, tìm một giây tỉnh táo để cho nhân loại thấy được cách trở nên tốt hơn bằng chính bản thân mình. Xin cảm ơn vì đã nghe Lyricists lãm nhảm. Và mong mọi người tìm thấy bình yên, bởi vì bình yên sẽ tìm thấy bạn.